Tay Galaxy trở đến Sài Gòn hàng trăm đại bác vũ khí đạn dược trang bị khí tài. Nhìn cái cảnh lửa xe nước gáo này, một tờ báo phương Tây đã bình luận: không thể có bất kỳ một hành động nào của bất kỳ một cường quốc nào có thể đảo ngược được tình thế quân ngụy đang ở bên miệng hố của sự sụp đổ hoàn toàn. Bảo vệ Sài Gòn và quân khu 3, Mỹ ngụy bố trí nhiều lực lượng khống chế các đường lớn dẫn vào thành phố. Hướng đông có sư 18 bộ binh, các lữ dù lính thủy đánh bộ khống chế đường 1 và đường 15. Bắc có sư 5 bộ binh đóng dọc đường 13. Tây Bắc có sư 25 bộ binh, lực lượng biệt động thiết giáp đóng dọc đường 22. Tây Nam có sư 22 bộ binh mới khôi phục dọc đường 4 từ Tân An đến Mỹ Tho, có sư bộ binh số 7, số 9, 3 sư đoàn không quân trực tiếp phòng thủ khu vực. Một tuyến phòng thủ từ xa được thành lập ở Phan Rang do Bộ Tư lệnh Tiền phương quân khu 3 ngụy trực tiếp chỉ huy. Ngày 9 tháng 4, một cánh quân của ta nổ súng đánh Xuân Lộc. Xuân Lộc là khu vực phòng thủ trọng yếu của địch ở quân khu 3 tại Sài Gòn, nằm án ngữ trên đường 1, đông Sài Gòn 60 km, và do sư đoàn 18 bộ binh ngụy cùng nhiều đơn vị thiết giáp biệt động dù chiếm giữ. Trước nguy cơ bị sụp đổ, kẻ địch từng đường liều mạng ra sức chống đỡ, điên cuồng thí quân thí tướng, quyết bảo vệ vị trí bằng mọi giá để lấy lại tinh thần quân sĩ đang tha sức lớn và van xin chủ Mỹ tăng thêm viện trợ. Cuộc chiến đấu diễn ra đằng to ác liệt, ta đánh thiệt hại nặng trung đoàn 43, sư đoàn 18 bộ binh ngụy. Ngày 16 tháng 4, trên đường hành quân thần tốc từ miền Trung vào Sài Gòn, một cánh quân của ta phối hợp với lực lượng vũ trang khu 5 tấn công Phan Rang, cụm phòng ngự từ xa của Sài Gòn và quân khu 3 ngụy. Lực lượng binh chủng hợp thành tấn công áp đảo, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đây, bắt sống hai tướng ngụy Nguyễn Vĩnh Nghi và Phạm Ngọc Khang, giải phóng Phan Rang và toàn tỉnh Ninh Thuận. Cùng thời gian này, ngày 17 tháng 4, cách mạng Campuchia giành được thắng lợi vĩ đại. Mỹ cút, ngụy quyền Lân Nam sụp đổ, thủ đô Phnom Penh được giải phóng. Cách mạng Lào đang trên đà tiến công mạnh mẽ bọn phản động thực hữu. Trên bán đảo Đông Dương, thế Mỹ suy yếu rõ rệt, báo hiệu sự thất bại hoàn toàn không tránh khỏi của Mỹ và bọn Tây Sai ở miền Nam Việt Nam. Như một chiếc thằng lọng khổng lồ, các cánh quân lớn của ta từng ngày chiếc chặt dần cổ họng ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Tân quân nguy khốn, ngày 21 tháng 4, đúng ngày ta đập vỡ Xuân Lộc, sư đoàn 18 bộ binh ngụy bỏ chạy. Mỹ gạt hiệu đưa hương lên, hòng phục vụ thủ đoạn chính trị ngoại giao xảo quyệt của chúng. Lúc này, thế và lực ta mạnh như bão táp, tên bại tướng William sang bức chiến đã phải thú nhận. Tình hình quân sự Mỹ ngụy là tuyệt vọng. Và bên kia nước Mỹ, Tổng thống Kho được phải tuyên bố, chiến tranh đã kết thúc đối với người Mỹ, không thể giúp đỡ người Việt Nam được nữa. Chỉ bọn Tây Sai, họ phải đương đầu với bất cứ số phận nào đang đợi họ. Ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị chỉ thị cho mặt trận, thời cơ quân sự và chính trị
để mở cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn đã chín người. Ta cần tuân thủ từng ngày kịp thời phát động chiến công địch trên các hướng không để chậm. Hiện nay thời cơ thúc đẩy chúng ta phải có hành động nhanh nhất, nắm vững thời cơ lớn, chúng ta nhất định toàn thắng. Cuối tháng tư, thế trận bao vây thành phố từ nhiều mặt đã hình thành. Kế hoạch chiến công Sài Gòn ta định được Bộ Chính trị phê chuẩn. Chiến dịch lịch sử này vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tổ quốc nhân dân ta giao trọng trách trong trận quyết chiến cuối tuần này cho năm cánh quân ở sáu hướng. Tướng Lâm có quân đoàn lớn với những cán bộ chiến sĩ đã giáng đòn chấm dứt đầu xuân giải phóng toàn tỉnh Quyết Lâm, tiếp đó đã liên tiếp lập công diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng Bình Long, Lâm Đồng, Di Linh, đánh thiệt hại nặng sư đoàn 18 bộ binh nghệ ở Xuân Đạo. Hướng Đông Nam có quân đoàn 2 được tăng cường thêm sư đoàn 3 quân khu 5 đã cùng với các binh vị anh em tiêu diệt tập đoàn phòng ngự Trị Thiên Huế, đánh tan hơn 10 vạn quân địch, giải phóng Đà Nẵng, tiêu diệt cụm phòng ngự từ xa của quân khu 3 nghệ, giải phóng Phan Rang và tỉnh Ninh Thuận. Hướng Bắc có quân đoàn 1 vừa hoàn thành cuộc hành quân thần tốc đường dài 1.700 km, tập kết đúng thời gian, bước vào trận đánh đầy khí thế. Hướng Tây Bắc có quân đoàn 3 đã lập quân đầu xuất sắc, tiêu diệt làm tan rã toàn bộ quân địch ở Tây Nguyên, giải phóng toàn bộ vùng cao nguyên chiến lược, sau đó tiếp tục phát triển tiến công cùng với các lực lượng địa phương và quần chúng nổi dậy, giải phóng nhiều tỉnh đồng bằng ven biển miền Trung. Hướng Tây Nam và Nam có đoàn 232 với những cán bộ chiến sĩ con em của binh biển đã lập công xuất sắc, đánh thân hành lang Tây Ninh chiến trường, làm chủ sông Vàm Cỏ, liên tục đánh địch trên lộ 4, mở ra một vùng giải phóng tạo bàn đạp ở Nam Sài Gòn. Lực lượng đặc công biệt động thông minh mưu trí dũng cảm lừng lẫy chiến công cùng với các lực lượng bộ đội địa phương quân quân tự vệ mọi ngoại thành hoặc thành một lực lượng quan trọng cùng với các cánh quân lớn tham gia chiến dịch lịch sử. Bác kính yêu, trước giờ phút lịch sử của chiến dịch vinh dự mang tên Bác hôm nay, lực lượng vũ trang được đảng Bác sinh thành dạy dỗ, nhân dân hết lòng thương yêu buồn bạc, mãi mãi ghi sâu lời dạy thiết tha chân tình của Bác. Cùng với đảng hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Chúng cháu nguyện đời đời xứng đáng với sự tin cậy của đảng, của nhân dân, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà đảng và nhân dân đã dành cho lực lượng vũ trang. Tổ quốc vô cùng mến yêu, trong trận đánh cuối cùng này, lực lượng vũ trang quyết vươn ra lá cờ trăm trận trăm thắng của Bác Hồ vĩ đại, giành toàn thắng.